Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em tham khảo một bộ ghép gồm có một cặp loa Antech và ghép với Fixer. Thì cùng xin giới thiệu với anh em, đây là một cái bộ ghép cho khách, anh khách ở trên Lâm Đồng. Đã. Thì anh này anh đã mua nguyên bộ nè, anh có rất nhiều bộ, nhưng mà xem kênh YouTube của Khôi thì cũng rất là thích vì những cái đồ cổ mà nó đẹp nên anh sắm thêm. Thì qua đây Khôi cũng xin cảm ơn anh đã nhiệt tình và ủng hộ cho Khôi. Thì trước khi ship hàng thì Khôi quay clip để lưu lại, có nghĩa là test lại để yên tâm là hàng đã hoạt động trước khi mình ship hàng, cũng như những ai chưa chơi thì hôm nay mình tham khảo bộ ghép ngày hôm nay. Thì nhân tiện đây thì Khôi cũng sẽ quay cái phần hướng dẫn sử dụng nha. Tại sao Khôi quay? Tại vì nhiều người chưa bao giờ chơi đồ Mỹ, đặc biệt là chưa chơi ở Fixer, thì nó sẽ có vài cái điều mà nó sẽ chưa gặp, trái ngược bao giờ. Đầu tiên là công tắc nguồn này nè. Công tắc nguồn thì nó nằm trên cái nút tích hợp, cái phần volume ha. Mình sẽ bật theo chiều kim đồng hồ, có nghĩa là từ 0 này trở lên. Đây, bật nhẹ thôi anh em ha. Đó. Thì cái volume nó sẽ tích hợp trên này luôn. Trên này luôn, rồi. Ở đây nó có bát chép là hai tầng này, bát này, chép này, hai tầng nha, hai tầng. Thì mình lên luôn cả hai chấm đều ha. Rồi. Rồi trên này là cả cái công tắc của chuyển cầu loa ha nha. Đó. Rồi mấy cái phần lau nét này. Đó. Mình đang lau nét rồi filter rồi đó, thì cái đó thì ai cũng biết rồi, tôi không nói nữa. Rồi bây giờ còn thêm một cái phần nữa là cái phần cọc loa ha, cọc loa. Thì đây, đây nè, tôi quay thấp xuống tí nè. Mình sẽ đánh một cặp main với remote, lúc này Khôi mới nói. Thì com là đen, chân đen ha, còn main là chân đỏ. Anh em lưu ý ha, một cái trên cái dưới. Đây Khôi làm đánh dấu luôn này, đen đỏ. Tín hiệu vào thì nó là output có hai và low nè. Left right thì một cái trên cái dưới ha, cái trên cái dưới. Em lưu ý như vậy. Điện sử dụng 117V, 120V độ Mỹ. Tất cả đều là như vậy. Thì con này hoạt động tốt anh em nhé, hoạt động tốt nè, đang mở đó, ok chưa. Rồi riêng cái phần FM anh em thì nhiều người về không có test được là vì cái núm này nè, đây mình phải bật lên này, mút tin off anh em đó, thì mình mới ra được đài ha. Đó, ok ha, nó có đài đó. Đó. Còn AM thì không, AM thì không cần nha. Nhưng mà cái con 700T này á, nó chỉ có một FM thôi. À luôn như vậy. Ok ha. Đó. Rồi thì Khôi đã nói xong với anh em cả bộ này thì trên 35 triệu nhá. Thì anh em tham khảo, nó chỉ mới bằng luân quân một cặp loa Beoner 88A thôi. Tuy nhiên nó rất là hay, chất âm ngọt ngào hơn đồ Nhật. Anh em lưu ý nếu mà đánh bolero, đánh acoustic thì nên chọn bộ này nhá. Rồi bây giờ Khôi sẽ test luôn cái phần chất âm, quay một ca khúc để cho những anh em nào mà chưa chơi hoặc là chưa có điều kiện chơi thì mình cùng nghe thử, giao lưu, giải trí nhé. Người em thương bao hay khóc sầu nhân thế.
này thì như Khôi chia sẻ, đây là một cái bộ ghép anh khách đã rất là tin tưởng và mua cả bộ luôn. Thì trước khi giao thì Khôi cũng đều test như thế này. Thì bình thường thì Khôi cũng không có đăng lên, nhưng mà hôm nay thì Khôi đăng lên để Khôi chia sẻ giới thiệu với anh em, để mình có thêm những cái kinh nghiệm để lựa chọn phôi ghép nhé. Thì tất cả mặt hàng mà Khôi ship đi á thì Khôi cũng đều test lại để mình lưu lại trong máy, gửi cho khách hoặc là những ai mà chưa sử dụng bao giờ thì mình đều có những cái hướng dẫn cụ thể nhé. Thì anh em mà chưa chơi thì xem clip cũng như tham khảo và nghe thử, và yêu thích kênh của Khôi thì nhớ đăng ký kênh nút màu đỏ bên dưới để cập nhật được nhiều sản phẩm mới nhất. Và đặc biệt anh em nào mà muốn theo dõi những sản phẩm mới yêu thích thì mình nhấn vào cái nút chuông, bật chuông để theo dõi các cái sản phẩm mới nhất của đơn hàng ngay. Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại.